Tam xem gì vậy Tam? Mẹ vẫn nghe tới là sữa nắng. Tam thích xem không con? Tam thích xem mẹ. Hôm thứ hai thì là thịt rau nhá. Sao mẹ vẫn nghe ba là siêu nhân mà. Ở đây đang xem mẹ vẫn nghe ba là siêu nhân đây. Không phải. Đúng mà. Nhìn kìa, ba đang cho con ăn bằng thìa màu trắng kìa. Đúng không? Đúng thìa đấy không ba? À kính. Ăn không cần sách luôn. Thế gì đến mặt mẹ đấy? Không cần cái đấy. Nhưng mà mẹ hỏi là mấy hôm vừa rồi ba cho con ăn thịt với cả cà chua có thì ngon không? Ngon. Thế à? Thế là con ăn ngon thật hả con? No. No hả con? Không. Không no à? Ăn không no. Hả? Chụp chụp chụp. Cái đấy là cái nào? Anh có biết nấu đâu. Bài khác đi xem anh ma bư hay là anh dừa? Anh dừa. Anh dừa. Anh xoài, anh dừa. Ok, anh xoài, anh dừa, chị Bona và anh ma bư. Quà mẹ tặng đấy, Tam thích không? Bà đi vào lều à? Bà đi vào lều à? Sao khúc này con khóc vậy? Sao khúc này con lại khóc? Con bị buồn à? Con tủi thân vì ba không chơi với con à? Ba xin lỗi con rồi kìa. Xin lỗi con, không biết là con vừa mà buồn thế. Ba xin lỗi. Ba xin lỗi Pam kìa. Anh lỗi lắm anh.